Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Nghi Sơn và những quý ông từ đâu đó rơi xuống. Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, hàng loạt cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở Lâm Đồng, Đồng Nai, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh và rất nhiều tỉnh thành khác đồng loạt treo biển đóng cửa, ngừng bán hoặc chỉ bán nhỏ giọt kiểu sáng mở chưa đóng. Điều này gây khó khăn và lo lắng cho người dân vì xăng dầu là nhu cầu thiết yếu. Nhiều thương nhân và chủ đại lý giải thích phải tạm ngừng bán xăng do nguồn cung ứng xăng bị hạn chế, chiết khấu bán hàng quá thấp dẫn đến thua lỗ. Bên cạnh đó, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn tạm ngừng nhập khẩu dầu thô nguyên liệu đã tác động không nhỏ đến thị trường xăng dầu trong nước. Đặc biệt, các thương nhân phân phối xăng dầu phản ánh gặp khó khăn trong việc mua xăng để cung ứng cho các đại lý hoặc thương nhân nhận quyền, dẫn đến một số cửa hàng xăng dầu đứt nguồn xăng A95. Đây là hình ảnh lực lượng quản lý thị trường tỉnh An Giang kiểm tra một cây xăng đang đóng cửa với lý do hết hàng vào sáng ngày 8 tháng 2. Nhà báo Trần Văn có bài bạc bình luận đăng trên trang Đài Loan Hoa Kỳ về diễn biến này. Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa tạt vào mặt tất cả các giới tại Việt Nam một gáo nước lạnh khi nhận định rằng nếu báo cáo của vụ thị trường là đúng thì đâu có thiếu nguồn cung xăng dầu. Cũng nên lưu ý, vụ thị trường thuộc Bộ Công Thương, ông Diên thì là Bộ trưởng Bộ Công Thương, vừa là cấp trên trực tiếp của vụ thị trường, vừa chịu trách nhiệm về hoạt động của vụ thị trường, nhưng vì không dám khẳng định báo cáo của vụ thị trường chính xác nên ông phải dùng chữ nếu. Bộ trưởng mà như thế thì rõ ràng là thuộc loại cổ lai hy và không có năng lực. Nội dung chính phủ nào lựa chọn một nhân vật như thế làm bộ trưởng và quốc hội nào lại phê chuẩn đề nghị ấy rõ ràng cũng cùng loại không có năng lực, xưa nay hiếm. Thế xăng dầu có thiếu hay không là câu hỏi được dư luận trong nước đặt ra. Nếu nghe lời ông Diên và tin vào báo cáo của vụ thị trường thì không, mà không thì có nghĩa là nhiều viên chức hữu trách trong hệ thống công quyền và nhiều cơ quan truyền thông chính thức cũng đã như đang nói láo. Ví dụ báo Quân đội Nhân dân vào ngày 9 tháng 2 năm 2022, báo Quân đội Nhân dân đề cập đến chuyện nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cắt giảm công suất dẫn đến tình trạng thiếu xăng dầu. Nhiều cây xăng hết hàng phải tạm đóng cửa. Tờ báo Quân đội Nhân dân dẫn lời ông Đỗ Thắng Hải, một trong các thứ trưởng của Bộ Công Thương, giải thích lý do tại sao xăng dầu thiếu như thế. Nhà máy lọc dầu cung ứng từ 30 đến 35% xăng dầu tại Việt Nam, cho nên chỉ cần hoạt động của nhà máy này thay đổi thì chắc chắn sẽ tác động nhất định đến một số doanh nghiệp là đầu mối kinh doanh xăng dầu trong cả nước, ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu, phục vụ sinh hoạt của nhân dân cũng như hoạt động của các doanh nghiệp. Đây là hình ảnh nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Có thể do có thượng cấp như ông Diên nên ông Hải không dám thừa nhận xăng dầu thiếu, cũng không dám phủ nhận thiếu xăng dầu. Ông Hải chỉ lập lờ rằng tại một số địa phương có hiện tượng một số cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng với lý do thiếu nguồn cung. Các cơ quan hữu trách đã kiểm tra. Hầu hết các cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng do lấy nguồn hàng từ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhỏ. Ngoài ra, một số doanh nghiệp có hiện tượng hạn chế bán hàng ra để chờ tăng giá. Tờ báo Quân đội Nhân dân dẫn ra dự báo một số chuyên gia rằng nguồn cung cấp xăng dầu nội địa chỉ đáp ứng có 74% nhu cầu, 25% còn lại phải nhập cảnh. Do khan hiếm cùng với tác động của thị trường trên thế giới, nên Bộ Công Thương và Bộ Tài chính sẽ sớm điều chỉnh giá và bán ra xăng dầu để tăng mạnh. Chẳng riêng tờ Quân đội Nhân dân, nhiều cơ quan truyền thông của nhà nước Việt Nam cũng tường thuật như vậy từ hạ tuần tháng trước, tức là từ tháng 1 năm 2022, sau khi nhà máy lọc dầu này loan báo vừa hủy việc tiếp nhận hai tàu vận chuyển dầu thô do đang phải đối mặt với khó khăn về tài chính. Thậm chí vào thời điểm đó, một số người dự đoán rằng nhà máy lọc dầu có thể sẽ phải tạm ngừng hoạt động. Những dự đoán này đã tạo ra một chuỗi tác động đến cả kinh tế lẫn xã hội. Mãi đến gần đây, Ban Kinh tế Nghi Sơn và Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa mới bác bỏ thông tin là nhà máy lọc dầu tạm ngừng hoạt động. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại hội nghị. Cứ như lời ông Diên nói thì những cơ quan truyền thông chính thức đã bịa đặt khi tường thuật về thị trường xăng dầu khi nhà máy lọc dầu này cắt giảm sản lượng. Các chuyên gia từng đưa ra nhận định, dự báo đều nói láo
xăng dầu không thiếu. Quả thật xăng dầu có thiếu hay không? Theo Bộ Công Thương, các nhà máy lọc dầu chỉ đáp ứng được có 75% nhu cầu vào thị trường nội địa, nhưng vẫn đảm bảo về nguồn cung. Vì cần có thời gian cho việc nhập cảng tới 25% còn lại, nên thị trường có chút trục trặc. Khiếm hụt 25% không phải là thiếu, trục trặc cũng không phải là vấn đề mà nhà nước đang lo. Theo tờ báo Kinh tế Sài Gòn, nhà máy lọc dầu cắt giảm công suất khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là những nơi mà các doanh nghiệp lớn chuyên phân phối xăng dầu như Petrolimex hay VVE chưa tới tới, nguồn cung xăng dầu đã đứt. Khi giá mua xăng dầu tăng do nguồn cung khan hiếm hụt mà giá bán lẻ bị khống chế thì bán được càng nhiều, cây xăng càng lỗ. Do đó, các cây xăng hạn chế bán ra, kể cả chuyện Bộ Công Thương xua quản lý thị trường đi kiểm tra. Với tuyên bố xăng dầu không thiếu, ông Diên khẳng định đóng cửa, không bán xăng dầu là vì găm hàng, chờ nâng giá, phải xử lý nghiêm, dứt khoát phải rút giấy phép những cây xăng găm hàng. Rất nhiều lần, những viên chức cao cấp của chính phủ Việt Nam cam kết với thiên hạ sẽ tôn trọng các nguyên tắc nền tảng của kinh tế thị trường. Đây là hình ảnh nhiều cây xăng ở Đắk Lắk cũng thông báo hết xăng. Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam cũng minh định điều đó, nhưng khi cần mua giá cao, bán giá thấp là lệnh, không đứa nào được cãi. Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam quá là sáng suốt khi chọn một người cả đời chỉ làm công tác đoàn, công tác đảng, đảm nhận vai trò Bộ trưởng Bộ Công Thương. Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhất định sẽ thành công. Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam không chỉ có ông Diên như từ trên trời rơi xuống để tiến hành xây dựng cái gọi là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Và câu chuyện xung quanh nhà máy lọc dầu còn lắm điều hay ho, nhà báo Trần Văn đã nêu nhận định của mình như vậy. Cũng nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã đóng cửa với lý do hết xăng, lỗ vốn. Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở các tỉnh miền Tây như An Giang, Sóc Trăng, Châu Bản hết xăng tạm, hàng loạt và tạm thời đóng cửa trong 2 ngày. Ông Phạm Văn Dư, giám đốc công ty Dư Hoài ở Sóc Trăng, trả lời truyền thông nhà nước trong ngày 8 tháng 2 rằng từ 26 Tết, các đầu mối xăng dầu ở Cần Thơ đã tạm ngưng cung cấp xăng, khiến xăng dầu khan hiếm sau Tết. Ngoài ra, ông nói thêm, do xăng dầu thế giới tăng giá liên tục nên đầu mối báo lỗ vì hoa hồng không có, và đó cũng là nguyên nhân khiến các cửa hàng không có xăng để bán. Cũng trong ngày 8 tháng 2, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng Võ Văn Chiêu cho biết, đoàn kiểm tra xác nhận một số trạm xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã đóng cửa do không có người trông coi, nhân viên xin nghỉ Tết hoặc lỗ vốn do hồng là không đồng. Tại An Giang, lực lượng quản lý thị trường cho biết nhiều cửa hàng thuộc hệ thống VVE Petrolimex cũng không còn xăng để bán cho người tiêu dùng nên đã đóng cửa. Lực lượng chức năng tỉnh An Giang đang kiểm tra các cây xăng. Trước đó, một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại An Giang cho biết VVE đã gửi thông báo cho đại lý với nội dung do tàu xăng dầu không về kịp, kho An Giang dừng cung cấp xăng 95 cho đến khi có thông báo mới. Ông Nguyễn Ngọc Thới, giám đốc doanh nghiệp An Giang, An Kiên ở thành phố Châu Đốc, An Giang trả lời trên tờ báo Tuổi Trẻ đề nghị chính phủ xuất quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ các đầu mối có hoa hồng để họ tiếp tục phục vụ xăng cho người dân. Ông Kiên chia sẻ, đúng là bây giờ không đóng cửa không được, vì không đóng cửa sẽ thua lỗ, nhưng các cửa hàng xăng dầu hiện nay bán xăng là lỗ rồi. Trong khi đó, ở thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Thị trường trong cùng ngày cho biết 548 cửa hàng kinh doanh xăng dầu vẫn đang kinh doanh bình thường. Chỉ có một số cây xăng tạm ngừng hoạt động do thiếu xăng RON 95. Đại diện Cục Quản lý Thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh xác nhận do nguồn cung ứng xăng bị hạn chế, chiết khấu bán hàng gần như không còn, dẫn đến bán lẻ xăng dầu bị lỗ. Trả lời trên tờ báo Pháp luật về tình trạng trên, ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương cho biết, cụ thể nguyên nhân nhiều cửa hàng bán xăng dầu treo biển hết hàng từ trước Tết Nguyên đán là do nguồn cung cấp xăng dầu bị ảnh hưởng từ việc nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cắt giảm công suất. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam thuộc nhóm nước phi dân chủ trong báo cáo chỉ số dân chủ năm 2021. Hãng nghiên cứu và phân tích Economist Intelligence Unit vào hôm 10 tháng 2 đã công bố báo cáo chỉ số dân chủ vào năm 2021, trong đó Việt Nam được xếp vào nhóm nước có thể chế toàn trị. Hãng này đánh giá mức độ dân chủ của một quốc gia
dựa trên 5 yếu tố bao gồm bầu cử, sự hiệu quả của chính quyền, tỷ lệ tham gia chính trị, văn hóa chính trị và quyền tự do cá nhân. Các quốc gia trên thế giới được chia ra làm 4 nhóm ứng với các độ dân chủ khác nhau. Xếp trên nhất là nhóm nước dân chủ hoàn thiện, thứ hai là nhóm nước dân chủ khiếm khuyết, thứ ba là dân chủ lai tạp và cuối cùng là nhóm các nước toàn trị. Đây là hình ảnh danh sách các nước độc tài ở châu Á theo chỉ số dân chủ của năm 2021. Kể từ khi báo cáo chỉ số dân chủ được thực hiện từ năm 2006 tới nay, thì Việt Nam luôn được xếp vào nhóm các nước không có dân chủ. Tuy nhiên, về mặt thứ hạng thì lại có chuyển biến. Nếu như trong năm 2006, Việt Nam đứng thứ 145 trên tổng số 167 quốc gia và vùng lãnh thổ về mức độ dân chủ, thì trong năm 2021, mức hạng của Việt Nam đã có chút cải thiện, leo lên vị trí thứ 131. Thế nhưng, điều này có thể được lý giải rằng do tình hình dân chủ ở nhiều quốc gia khác đã thụt lùi nghiêm trọng, đơn cử như ở Venezuela và Campuchia, hai nước đứng trên Việt Nam vào hồi năm 2006, nhưng do xảy ra khủng hoảng chính trị trong những năm gần đây nên đã bị tụt hạng. Bình luận về thứ hạng của Việt Nam trong báo cáo này, ông Nguyễn Tiến Trung, nhà theo dõi và bình luận chính trị, đã gửi cho đài tiếng nói AFA quan điểm của ông qua nhắn tin như sau. Sau khi đọc báo cáo của tổ chức này, tôi thấy đây là một nghiên cứu rất công phu và có tính tổng quát cao. Các tiêu chuẩn để đánh giá một nền dân chủ rất đầy đủ và rõ ràng. Việc Việt Nam tiếp tục được xếp vào nhóm các nước toàn trị không có gì là ngạc nhiên vì bao nhiêu năm nay vẫn như thế. Nhìn vào tiêu chuẩn xếp hạng thì thấy không có nhiều điểm sáng nào ở Việt Nam. Ông cũng chỉ ra vấn đề là cả năm lĩnh vực được cơ quan nghiên cứu dựa vào đó để nhằm đưa ra chỉ số dân chủ ở Việt Nam. Như không có bầu cử tự do, chính phủ thì tham nhũng, người dân không có quyền tham gia chính trị. Các chiến dịch đàn áp của chính quyền dẫn tới văn hóa chính trị không phát triển và quyền công dân bị xâm phạm nghiêm trọng. Đây là hình ảnh hàng loạt nhà báo và nhà hoạt động xã hội liên tục bị xét xử vào hồi cuối năm 2021. Trong năm 2021, chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc bắt bớ và xét xử những người bất đồng chính kiến. Theo thống kê của Đài Á Châu Tự Do, thì năm 2021 đã có khoảng 40 người bị bắt trong các vụ án có yếu tố về chính trị. Từ Cộng hòa Liên bang Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài, người sáng lập Hội Anh em Dân chủ thì cho rằng Việt Nam được xếp thứ 131 trên tổng số 167 quốc gia và khu vực về mức độ dân chủ vẫn còn là cao. Ông nói như sau. Theo quan điểm của tôi thì Việt Nam sẽ phải đứng một trong 10 nước đội sổ với các nền dân chủ trên thế giới. Lý do mà ông đưa ra là chúng ta đều biết rồi, dân chủ tức là người dân có quyền làm chủ đất nước thông qua cái lá phiếu của mình bằng cách là lựa chọn cái đảng cầm quyền và người lãnh đạo đất nước thông qua các cuộc bầu cử tự do, công bằng, có sự tham gia của nhiều đảng phái chính trị. Đấy gọi là cái cơ bản nhất của nền dân chủ. Thế thì Việt Nam chưa bao giờ có đa đảng, mà chưa có đa đảng thì chắc chắn là chưa có dân chủ rồi. Trên bình diện thế giới, các quốc gia châu Âu chiếm đa số trong nhóm các nước dân chủ toàn diện, với 12 nước lọt vào thứ hạng này, trong đó có Na Uy là nước được đánh giá là dân chủ nhất thế giới. Trong khi đó, Hoa Kỳ được cho là nước có nền dân chủ khiếm khuyết khi chỉ xếp hạng 26 trên tổng số 167. Đây là hình ảnh cựu đại úy công an Lê Chí Thành lúc mới bị bắt, ảnh bên trái, và lúc ông này ra tòa án sơ thẩm bên phải cho thấy ông đã bị tra tấn đến quẻ chân. Mới đây, luật sư cho biết ông bị khởi tố thêm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, tức là án chồng án, sau khi đã bị xét xử về tội chống người thi hành công vụ. Ở khu vực châu Á thì bất ngờ nằm ở việc Đài Loan ngoi lên trở thành nền dân chủ hoàn thiện nhất, xếp trên cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc. Hòn đảo này cũng đứng thứ 8 thế giới về mức độ dân chủ. Việt Nam thì bị xếp trong nhóm các nước toàn trị bao gồm Trung Quốc, Lào, Campuchia, Myanmar, Bắc Triều Tiên, Cuba, Venezuela. Việt Nam đã trở thành nhà tù lớn thứ 3 thế giới đối với các tự do báo chí. Việc Việt Nam kết án tù thêm hàng chục nhà báo trong năm 2021 đã khiến quốc gia Đông Nam Á này trở thành nhà tù lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Myanmar.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF ghi nhận con số lớn nhất từ trước đến nay những người viết báo đang bị cầm tù trên toàn cầu. Thống kê hàng năm mới được tổ chức ESF công bố cho biết một con số kỷ lục các nhà báo 488, trong đó có 60 phụ nữ đang bị giam giữ trong các tù trên toàn thế giới, trong khi 65 người khác đang bị bắt giữ làm con tin tính đến tháng 12 vừa qua. Theo tổ chức chuyên vận động cho tự do báo chí, độc lập và đa nguyên trên toàn cầu, những nhà báo này bị bỏ tù và bị bắt giữ chỉ vì họ làm công việc của mình, và con số này tăng hơn 20% so với cùng kỳ thời gian này năm trước đó. Chủ yếu do các vụ trấn áp đối với báo chí ở Myanmar, Belarus và Hồng Kông. Với 43 nhà báo bị cầm tù sau song sắt, Việt Nam chỉ xếp sau có Trung Quốc với 127 người và Myanmar với 53 người hoạt động báo chí đang bị án tù. Năm ngoái, Việt Nam nằm trong nhóm 4 nước bỏ tù nhà báo nhiều nhất thế giới sau Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Ai Cập với 28 người. Đây là hình ảnh 3 nhà báo Hội Nhà báo Độc lập bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 1 năm 2021. Chưa bao giờ có nhiều nhà báo và các blogger vì lợi ích cộng đồng phải ngồi tù như lúc này. Ở Việt Nam, đó là trưởng ban châu Á Thái Bình Dương của tổ chức Phóng viên Không Biên Giới Daniel Bastan nhận định với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Ông nói, Việt Nam là nhà tù lớn thứ 3 của thế giới đối với các nhà báo, ngay sau khi chế độ chuyên quyền như Trung Quốc của Tập Cận Bình và Myanmar do chính quyền quân nhân cai trị. Con số thống kê số lượng nhà báo bị cầm giam ở Việt Nam được đưa ra trước khi Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử nhà báo tự do Lê Trọng Hùng và tuyên phạt những người thường phơi bày vấn nạn tham nhũng trong nước 5 năm tù vì tuyên truyền chống nhà nước vào hôm 31 tháng 12. Trước đó, trong tháng, 4 nhà báo bất đồng chính kiến, trong đó có nhà báo nổi tiếng như Phạm Đoan Trang cũng đã bị đưa ra xét xử và nhận các bản án từ 6 đến 10 năm tù. Theo tổ chức phóng viên ESF Không Biên Giới, Việt Nam nằm trong số những quốc gia bỏ tù nhiều nhà báo nữ. Bên cạnh Belarus, nước đang giam giữ rất nhiều nhà báo nữ hơn Nam, cùng Myanmar và Iran. Số lượng các nhà báo nữ được tổ chức phóng viên Không Biên Giới thống kê nhiều hơn bao giờ hết và chiếm 12,3% tổng số những người làm báo bị bỏ tù, tăng gần gấp đôi so với 4 năm trước đây. Trung Quốc cũng là nước giam giữ nhiều nhà báo nữ nhất với 19 người. Thống kê của tổ chức có trụ sở tại Paris cho thấy hiện có 4 nhà báo nữ đang bị giam cầm ở Việt Nam, trong đó có bà Phạm Đoan Trang, người từng được tổ chức phóng viên Không Biên Giới trao giải tự do báo chí hạng mục tầm ảnh hưởng. Nữ nhà báo bất đồng chính kiến được quốc tế công nhận vì sự đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam bị kết án 9 năm tù vào hôm 14 tháng 12. Trước đó, trong năm 2021, Việt Nam cũng đã đưa ra xét xử một loạt các nhà báo, trong đó có Hội Nhà báo Độc lập vào tháng 1 và nhóm báo sạch vào tháng 10. Đây là hình ảnh nhóm báo sạch bị cáo buộc tội lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập và blogger của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, là một trong số 2 nhà báo duy nhất trên thế giới, theo thống kê của tổ chức ESF, bị tuyên án nặng nhất với 15 năm tù trong năm 2021. Cũng theo tổ chức phóng viên Không Biên Giới, việc ông Dũng lập ra Hội Nhà báo Độc lập là một sự bất thường trong một đất nước mà tất cả các phương tiện truyền thông được cho là phải tuân theo đường lối của Ban Tuyên giáo. Và án tù nặng cho nhà báo Phạm Chí Dũng cho thấy lập trường cứng rắn hơn của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện ở Hà Nội. Tình hình tự do báo chí ở Việt Nam hiếm khi tồi tệ như hiện tại trong lịch sử đương đại ở đây. Ông Bastard đã nói và cho rằng chính phủ Việt Nam đã tăng cường trấn áp các nhà báo bất đồng chính kiến trong năm qua, một phần do sự làm ngơ của cộng đồng quốc tế. Rõ ràng là các ràng buộc thương mại đã che khuất khiến nhiều chính phủ phương Tây không tính đến việc thẳng tay đàn áp tự do báo chí ở Việt Nam, cũng như sự độc quyền hóa bộ máy hành chính của những người trung thành với Đảng Cộng sản do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cầm đầu. Ông Bastard đã nói và kêu gọi các chính phủ ở châu Âu, Bắc Mỹ có các biện pháp nghiêm túc và áp đặt các biện pháp trừng phạt có mục tiêu chống lại các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm về cuộc đàn áp các nhà báo bất đồng chính kiến.